Phi Phi xin kính chào với cô chú bác và quý anh chị em. Thưa quý vị, hôm nay Phi Phi lên thăm anh Phi Long lần thứ hai. Phi Phi xin mời quý vị cùng đi với Phi Phi vào bên trong xem hôm nay anh Phi Long sinh hoạt như thế nào nha. Thưa quý vị, đây là hai cái món quà của anh Phi Long đây. Cái này là cá khô sạch. Còn đây là cái một món quà đặc biệt dành cho anh Phi Long nhé. Bây giờ mình đi vào bên trong coi thử như sao. Cái búa, bao tay, rồi cái cưa. Hello. Alo, đột nhập không? Phi Long ơi, trời ơi, có cây nữa chứ. Cái này là cái gì? Cá khô sạc. Bữa dặn anh Trí rồi, tôi có rồi. Thì một lần đi thì một lần khó thì mua lên anh để cái đó cá của anh, còn cái này cái của tụi em tặng anh. Để dành đủ lạnh mà ăn. Cầm đi. Còn đây là cái mà anh Phi Long muốn. Rồi thì để nguyên trong bị nha quý vị nha. Rồi. Còn một cái nữa. Đưa luôn thể. Đó, tủ lạnh để dành ăn anh Phi Long. Bên đây lạnh quá ha. Trên đây lạnh quá. Dạ. Còn có một cái phong bì này là của 650. Thì anh biết cái 650 đó là của chị Thảo. Tết yêu thương. Cảm ơn quý lòng ơn nhân. Tôi không có công, tôi không thể nhận. Anh không nhận hả? Thì vì cái câu dân gian của Việt Nam có dạy là vô công bất thọ lộc. Tôi đã làm được gì cho chị ấy đâu. Cái này chị nói là cái một tháng tiền nhà còn lại đó. Lúc đầu là mình anh chị chỉ cho anh 3 tháng nhưng mà trả 2 tháng còn 1 tháng đó. Hôm trước đó là có cha Bình Cao. Thì bên cạnh cha Bình Cao là có một cha Thiện Vũ. Thì cha Thiện Vũ nghe những câu chuyện của anh thì cha cũng có một món quà nho nhỏ của anh và nói anh là cũng cố gắng lên để mà làm lại cuộc đời sống tốt và siêng năng chăm chỉ và giữ vững cái phong độ của anh ngày hôm nay, càng ngày càng bước tiếp những cái bước tốt đẹp như vậy. Thì đây là để em kiểm tra lại, đây là món quà của cha Thiện Vũ, bạn của cha Bình Cao. Còn cái này thì anh như thế nào? Của quan trọng. Của cha cho thì tôi phải lấy bởi vì đã gọi bằng cha. Có nghĩa là xưng con. Vai của con mà không nhận quà của cha là con hư. Đúng rồi, như cái lọc của anh vậy á. Cái phước lộc mà cha ban cho anh thì anh nên nhận. Rồi thì nếu mà nàng nói vậy thì tôi xin nhận. Đã nhận của cha thì phải nhận của chị. Ở trong một gia đình mà. Nhận đi anh, nhận đi. Có để dành chi tiêu. Thì một cái là 50, một cái là 650 thôi quý vị. Thì ý của anh là bây giờ về đi. Bởi vì các vị linh mục cũng đã vì anh mà trích ra đồng lương tháng của ngài. Những vị linh mục cho là không phải là người các ngài cho tiền của người khác dâng cúng, mà cái tiền đó là tiền lương của chính hàng tháng của các ngài bởi tổng giáo phận gửi đến cho các ngài. Các ngài trích ra đó và các ngài cho. Đó là bổn phận của các vị linh mục.
các ngài cho thì anh cũng cho lại cho hội ung thư đó. Hai phong bì này bao nhiêu, hồi nãy em nói bao nhiêu đó? Tổng là 700. Rồi đó thì anh tặng lại cho cái hội ung thư. Chào em Hoa Hậu Phi Phi, tôi là Phi Long đây. Ngày hôm qua em nói số tiền trong hai cái bì thư đó tôi không biết, tôi không có nhớ. Mà tôi chợt nhớ lại, tới sáng này tôi suy nghĩ cả đêm, thì 700 đó tôi mới được biết là 700. Tôi tặng cho 200 trong cái hội nào đó của em. 500 đó giữ lại cho tôi, chiều mai tôi xuống tôi lấy. Bây giờ là 6 giờ 33 phút. Ngày mai 4 giờ tôi có mặt ở phía Bù Sa. Tôi cần 500 đồng, cảm ơn em. Anh Trí và Phi Long đây. Cho tôi dặn như một điều, làm ơn giữ lại 500 đô la cho tôi. Đêm hôm qua tôi không biết cái số tiền đó là 700, tôi không có nhớ. Nhưng khi tôi nhớ lại là tôi cần số tiền, tôi tặng cho hội gì đó 200, còn 500 đó giữ lại cho tôi. Làm ơn giữ lại 500 đó cho tôi. Chiều mai tôi xuống Bù Sa tôi nhận. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Phi Long đây. Chào Chí Định, bạn khỏe không? Từ hôm bữa các người lên đây đưa tiền cho tôi tới bây giờ tôi đã đưa lại, thì trong lúc giận dỗi bực bội họ quên hiểu, cho nên tôi đã nhắn cho message cho bạn rằng là tặng cho các bạn 200 đồng và giữ lại 500 cho tôi. Nhưng tôi gọi cho cô ấy đã 3 lần mà cô ấy không trả lời. Gọi cho bạn lần này là lần thứ 3 cũng không có ai trả lời. Bây giờ tới tối, tức là bây giờ chỉ tới 10 giờ đêm mà không gọi lại cho tôi, thì khuya nay tôi sẽ lên YouTube. Hôm nọ các bạn lên mà tôi đã nói chuyện với bạn một tuần lễ trước đó rồi. Thì chúng ta có nói chuyện về vấn đề nhạc của tôi, nhưng lên chủ đề nhạc của tôi không đề cập gì đến, mà đưa ra những cái chuyện lường gạt tôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ những gì mình đã nói. Tôi tuy chỉ có một mình, I got nothing to lose. Bây giờ tới 10 giờ đêm, nếu mà không gọi lại cho tôi sẽ lên YouTube. Chào các bạn, chúc các bạn linh hồn bình an. Tội nhân Man Phi Long. Hoa hậu Phi Phi Tạ, anh Phi Long đây. Trong tuần này nó gọi em 3 lần mà không chịu nhắc phone trả lời. Anh thì là nản lắm. Nay xuống tới Bù Sa rồi nè, đang ở bên hông hãi ô tô repair. Nếu nghe message này thì làm ơn chị ra đem tiền ra dùm cho anh. Đem 500 thôi, cho tặng cho các em 200 đó. À, chào Hoa Hậu Phi Phi, đây là lần thứ 3 tôi gọi cho em. Đêm hôm qua tôi đã chạy xe đạp xuống cái phố Bù Sa là 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ cũng một ngày hôm nay ở Bù Sa lòng vòng để em gọi lại mà em cũng không gọi. Bây giờ đã là 9:31, tôi không thể chờ được nữa, tôi phải đạp xe đạp trở về 2 tiếng đồng hồ nữa. Em hãy suy nghĩ lại chuyện của mình đã làm gì. Nếu không gọi cho tôi biết, tôi sẽ lên YouTube đó. Tôi đã cảnh cáo em nhiều lần lắm rồi. Chào em. Thưa quý vị, hôm nay nhận được cuộc gọi của anh Phi Long, và trong lúc là Phi cũng rảnh rỗi và cũng như là Trí đã trở về lại thành phố, cho nên Phi Phi và Trí Định sắp xếp để ra chỗ anh Phi Long đã hẹn để đưa tiền cho anh Phi Long, tổng cộng là 700 đô nha quý vị. Mời quý vị theo dõi câu chuyện hôm nay tiếp tục nha. Thưa quý vị, anh Phi Long á, anh nói là anh đang đợi Phi ở đằng sau này.
thì Phi đi ra đằng sau đi, Phi coi thử, Phi tìm anh Phi Long coi anh đang đứng ở đâu nha quý vị. Tự nhiên làm cho Phi có cảm giác như là cái thời ảnh còn vô gia cư mà đi vòng vòng tìm ảnh đó trời. Đừng nha anh Phi Long, có nhà có cửa ở đàng hoàng rồi anh Phi Long ơi, cố giữ gìn. Đừng có gửi quen đường cũ rồi ra ngoài này ở thì đáng tiếc lắm á. Đây là em nghĩ là cơ hội cuối cùng á, chứ em nghĩ là sẽ không có nhiều cơ hội như vậy đâu. Cố gắng đâu mất rồi. Và tự nhiên mình đi như thế này mình nhớ cái hồi trước ra á, cứ đi vòng vòng tìm vậy nè quý vị. Bây giờ đi quần ra đằng trước coi thử coi. Chưa có hai người homeless kìa phải không? Thôi bây giờ quần ra đằng trước nha. Thì anh bên cạnh quán cà phê thì tôi thấy là chỉ có cà phê này. À đằng kia nữa. Ngay bên cái chợ bên kia. Ngay bên chợ nó mới có quán cà phê. Hôm nay Phi Phi cầm máy để quý vị cùng đi tìm anh Phi Long với Phi Phi nha. Hy vọng là hôm nay sẽ một ngày nhẹ nhàng, nhanh chóng trong việc tìm kiếm anh Phi Long. Rồi. Bên cạnh cái chợ thì cà phê. Ở nơi bên cạnh cái chợ Hàn Quốc này nè, thì có quán cà phê. Phi nghĩ là cái cà phê hồi nãy đó, ngay cái chỗ mình mới vô lần đầu á, quý vị. Chứ còn bên này thì đâu có đâu. Bên kia góc, bên kia là seafood rồi, quán phở. Quay ra đằng trước cho quý vị xem. Phi không có muốn lặp đi lặp lại cái việc tìm kiếm như thế này quý vị. Cảm giác nó mệt mỏi lắm. Vì vậy là Phi là mong là anh Phi Long đừng có rơi ra lại ngoài đường như thế này. Nhiều khi người ta ngựa quen đường cũ, có cái lối sống nó quen rồi đó quý vị. Rồi mà không quen. Cà phê tên gì? Rồi nhưng mà tới cà phê thì không có thấy anh đứng, anh ra ngoài đường anh đứng được không? Anh đang đứng ngay đằng trước đây nè, trước quán cà phê nè. Đang đứng ngay cột đèn sáng đường đi chợ đây nè, bên tay trái. Mặc áo lính ngồi trên chiếc xe đạp á. Anh đứng đó anh coi cái cà phê nó tên gì vậy anh Phi Long? Ở đây nó có nhiều quán cà phê mà anh nói chung chung vậy, nãy giờ em đi qua đi lại em không có thấy anh. Qua đi lại đâu, góc tay trái mà, nó là góc tay trái. Góc tay trái em quay lại hai lần rồi em không thấy. Anh biết cái chợ, cái chợ gì đó. Em đang ở trong cái khu này. Cốc cà phê bên tay trái rồi, đi qua đi lại mấy lần rồi đâu, đang đứng lần trước nữa nè.
Nói anh chạy lại chợ đi. Anh lại chỗ cái chợ anh đứng đi. Anh đang đứng đằng trước chợ đây nè. Em cô đang đứng ở trước chợ đây. Boss, are you there, boss? Em đang đứng ở trước chợ đi, em Phi Long chạy tới ngay chợ đi, ngay chỗ cái cửa chợ đi. Anh Phi Long ơi. Nói. Anh tới ngay cái chợ giùm em đi, anh đứng ngay chỗ trước chợ giùm em đi. Cái chợ nào tôi nói là chợ Korea, là Korea Plaza mà. Circle Smart. Korea nè, Korea là cái nào sao em nói S mạc anh cũng nói là ừ. Anh đang đứng ngay chợ Korea Plaza. Korea Plaza là cái nào? Nó nằm trên đường nào vậy? Đường Garden Grove. Đúng rồi, đường Garden Grove đây. Còn một cái chợ bên kia kìa. Chợ Smart. Không, Smart. Smart nằm ở đâu? Garden Grove, Magnolia. Garden Grove, Magnolia. Trời ơi, người ta nói đứng ngay cái khu của Quốc Thái mà. Oh my god. Anh Phi Long, nãy giờ anh không có nói một cái chữ Quốc Thái nào hết. Rồi, bye bye. Đứng đó chờ đi. Quốc Thái là chợ gì vậy? Quốc Thái là quy ti nha. Thưa quý vị, ở Garden Grove thì nó có hai cái, nó có cái chợ, chợ H-Mart thì người ta gọi đó là chợ Hàn Quốc quý vị. Mà nãy giờ quý vị nghe đó là đâu có nghe là anh nói là chợ Quốc Thái đâu. Cái khu chợ Quốc Thái thì gọi là chợ, là khu chợ Quốc Thái, chứ khu đó không ai gọi là chợ Hàn Quốc. Hàn Quốc chẳng là chỉ có ngay chợ Hàn Quốc là chợ H-Mart mà anh đứng Quốc Thái thì anh nói Quốc Thái, có nói là anh nói toàn tiếng Anh, tiếng Tàu gì đâu không à. Cuối cùng là cứ chạy vòng vòng không có thấy. Anh Phi Long là như vậy đó quý vị. Quý vị thấy không? Quý vị ở Nam Cali quý vị biết mà. Nói về chợ Hàn Quốc là chỉ có nói chợ H-Mart. Còn khu chợ Quốc Thái là người ta gọi khu chợ Quốc Thái. Nhiều đó là thấy mệt mỏi rồi đó quý vị thấy không? Nhưng mà mình đâu có cho, mình cắt hết, mình đâu có cho quý vị nghe đâu. Dòng dòng mất việc mất thời gian của người khác mà không có tập trung vào đâu gì hết á. Hôm nay là đưa tiền cho chị, tiền của cha với là Mạnh Thường Quân cho đó quý vị, mà lần trước là đem lên nhà rồi không lấy rồi nó cho ủng hộ này ủng hộ kia rồi suy nghĩ lại rồi kêu đem lên, mà đem lên là cái thời gian đó quý vị biết là Phi, quý vị biết là cái thời gian đó là Phi đi thanh lọc thân tâm là 5 ngày không ăn. Rồi sau đó là đi out of town, tức là đi ra khỏi thành phố vì công việc, rồi đi nhiều khi ban ngày đi rồi tối về, đi ngày đi tối về. Đi vì công việc, vì cuộc sống, chứ ảnh nghĩ là giống như là mình làm YouTube này là đủ sống hay là phải có bổn phận là phải như là phải phục tùng gì đi chứ, đó quỷ kêu là phải có mặt. Mà ảnh kêu xong rồi hẹn ra 8-9 giờ ra rồi không có đúng hẹn ra, cho nên là phải đi về chứ không có ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ cho những cái lần trước. Rồi có một lần gọi điện cho anh cameraman nói là out of town, tức là đang ở xa thành phố. Thì nhắn cho Phi, nói là lúc có 10 giờ rồi, nói là đang ở chỗ đó, đem tiền ra gấp, nếu không là sẽ lên trên mạng là cái gì, lên trên mạng là nói Phi là lừa đảo, lừa gạt. Quý vị nghe được không? Nửa đêm, ban đêm, ban hôm, 10 giờ đêm mà kêu Phi phải đem đi ra, 10 giờ đêm Phi, quý vị hỏi về một mình Phi đi ra, mà trong khi biết đó là cameraman không có ở trong thành phố này, là Phi đi ra một mình, Phi đem ra tiền ra làm sao Phi dám đem ra quý vị. Mà một cái vấn đề nữa là đem ra chưa chắc gì đúng chỗ, đúng nơi nữa đó quý vị. Phi rất khổ như vậy, chứ không phải mà đem ra là đúng chỗ, đúng nơi là có mặt đứng chờ sẵn đâu. Đây là chuyện nhỏ thôi quý vị. Cho nên Phi cảm giác giống như là quân sĩ
sĩ lính gì đó gọi là phải có mặt có nơi, tại vì nó trải qua nhiều câu chuyện nó như vậy đó quý vị. Từ đó là Phi không có muốn nữa, giúp ảnh là thấy quý lắm rồi, là vui lắm rồi, cũng như là mình đã hoàn thành rồi vậy. Khổ như vậy đó quý vị à, nó từng chút như vậy đó. Mà bây giờ mình bận rộn nhiều thứ công việc của mình nữa, mình đâu có đủ thời gian để mà kiên nhẫn như vậy đâu. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ, sai giống như là sai đi lính nha, kêu là phải có mặt vậy á, kêu là phải tới có mặt, biết rồi mình không biết là ai, không biết là ai giúp ai nữa luôn đó quý vị. Khu này không có phải khu Quốc Thái. Khu này không phải khu Quốc Thái quý vị, khu Quốc Thái là khu bên kia, khu ở chỗ bên đâu bên kia kìa. Chạy thẳng bên kia thử, hai cái khu nó khác nhau. Khu Gia Plaza, trời ơi, đúng cái chỗ đó vậy đó quý vị à, ở cái chỗ gì mà hiểm lắm rồi kêu mình đi tìm. Vậy đó. Cho nên Phi phải nói thật luôn á là Phi mệt mỏi lắm quý vị, nó mất thời gian lắm. Chứ không phải mà máy đâu. Đó, Phi đang nghe điện thoại đây. Hello? Anh đang đứng từ trước khu Quốc Thái, anh đang nghe cái này cái chợ luôn á. Ok. Nghe bên trước Quốc Thái á. Ừ, bye bye. Thấy không? Khu Plaza rồi không thấy. Đó quý vị thấy không quý vị, nãy là nói khu Plaza, rồi bây giờ chạy qua Quốc Thái, đứng qua bên phố Quốc Thái. Hai cái khu nó khác nhau quý vị, nó cách bên này bên kia chứ không phải là nó là một khu đâu. Phiền não ghê lắm. Đó, cái người áo đỏ đó, mọi người mũ đỏ đó quý vị. Quý vị, bữa trước là Phi bỏ cái phong bì cho nó lịch sự, nhưng mà nhiều khi bỏ phong bì thì mọi người không biết bên trong nó là cái gì, cho nên là Phi lấy ra nha. Đây nè, cái này là của cha, con cho 50, còn cái này là một mạnh thường quân cho 650 nha quý vị. Đó là tức là trong này 700 tất cả. Ok rồi, đi chú đưa cho anh Phi lấy. Nói vô trong này. Anh đếm lại đi tất cả. Không, anh đếm lại dành cho em đi. Em đếm lộn hôm nay á. Em mới cộng con cuối em ra, em đếm lộn không? Cảm ơn. Được rồi. Trong này là bao nhiêu? Không biết bao nhiêu đưa được rồi. Đi vô trong này ngồi ăn. Ok, trong này 700 quý vị. Ok, cảm ơn nhiều. Không, bây giờ em đi có công việc rồi. Cảm ơn, đi lòng, bye bye. Có nghĩa rằng là cái đó, cái 650 đó là tức là lúc đầu là Mạnh Thường Quân cho 3 tháng tiền nhà, nhưng mà sau đó là ở 2 tháng cho nên dư 1 tháng thì ảnh đưa luôn cho ảnh là như vậy. Nhưng quý vị, Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye. Thưa quý vị, cái tánh của Phi đưa tiền là phải đếm.
Tại vì nhiều khi mình đếm nhưng mà mình đưa cho họ rồi họ làm mất dọc đường, hay là làm đếm lộn, hay là bị mất bằng cách nào đó, rồi họ nói mình là đưa thiếu. Cho nên là ở ngoài đời cũng như vậy, đưa tiền là phải đếm. Còn đưa tiền không đếm thì nó dễ mất lòng lắm. Nhưng mà anh Phi Long không đếm, đó mà kêu ảnh đếm thì cái mặt ảnh thì khó chịu như vậy đó quý vị. Rồi đó, rồi đủ thiếu thì Phi cũng không biết là mai mốt sẽ nói làm sao nữa. Chứ còn 50 là của cha đó quý vị, còn 650 là của Mạnh Thường Quân đó. Thì hai cái phong bì nó lấy ra là quý vị thấy là đưa trọn hết cho ảnh, là phong bì lúc đưa từ đầu nó làm sao thì giờ Phi để y như vậy. Vậy đó quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Chào quý cô chú và các bác chị, mình đi Phi Phi đi ăn. Đây khuôn mặt thật của Phi Phi các bạn. Bắt đầu Phi Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới. Đây là dòng latex mà Phi Phi mang định hình lại cái vòng eo của mình khi mà Phi Phi thi hoa hậu nha. Bây giờ Phi Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách mang latex. Quý vị nắm vào hai cái cạnh dưới của cái latex, quý vị đưa lên cái vòng eo nhỏ nhất của mình. Quý vị gắn cái móc thứ 3 hoặc thứ 4 trước nha. Rồi gắn xuống, được chưa? Quý vị kéo xuống một tí xíu, rồi tiếp tục móc vô. Rồi nếm lên cao rồi quý vị kéo xuống. Rồi, quý vị kéo nó xuống. Đây là dòng latex mà Phi Phi rất là yêu thích. Dòng latex này nó có 25 xương, phần bụng dưới á, không có xương sườn. Cho nên là chúng ta dễ bị sồ ra. Thứ nhất là vì chúng ta xanh nở, cho nên là cái phần da của mình nó nhiều cho nên nó đổ ra ngoài. 25 xương này thay thế cho những cái xương sườn của chúng ta, ôm gọn hết cái vùng bụng dưới của các bạn luôn. Thiết kế của cái latex này các bạn thấy không? Nó ôm xuống cái này, nó ôm xuống cái này. Đó, cho nên là nó gọn, nó ôm trọn cái mông của mình. Hai bên này nó ôm cho nên là nó cũng giúp cho cái việc nâng đỡ cái vùng bụng dưới của mình nó tốt hơn. Ở cái phần dưới này nè, quý vị thấy là nó cũng ôm nè, nó có cái độ cong nè, nó cong và nó ôm vào trong người của mình. Cho nên là chính vì cái độ cong này nó mới ôm được, nó nâng được cái vùng bụng dưới của mình nó sát lên. Các bạn thấy nè. Thấy không? Nó có hai hàng dây cong này giúp cho nâng cái vùng bụng dưới lên mạnh hơn, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Ôm rất là gọn cái vòng lưng của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi đi vệ sinh, bụng của các bạn còn nhỏ thì các bạn nên siết định hình bụng ngay từ lúc đó. Cái bao tử mà nó cũng bị ép lại, mỡ nó cũng ép lại, nên khi mình ăn mình có cảm giác no liền. Đó cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho chúng ta giảm cân. Các bạn cứ mang cho đến khi nào các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn tháo ra cho nó thật là thoải mái. Mang được càng nhiều càng tốt, chắc chắn rằng vòng bụng của các bạn sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng thêm thuốc giảm cân của Phi Phi nha. Phi Phi quay một vòng cho các bạn xem lại ha. Đây này nó không cấn vào ngực của mình đâu, dưới này nó ôm gọn hết, để nâng xiết rất là tốt. Nó không có bị đùn cái mỡ sau lưng mà nó lại hỗ trợ cái xương sống của mình cũng rất là tốt. Gọi điện cho số điện thoại bên dưới cho Phi Phi nha. Chúc quý vị thật mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Anh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài SET 57.4. Thật vui khi được trở lại với quý vị trong chương trình Y học sức khỏe và thẩm mỹ. Như cuộc nói chuyện vừa rồi thì Trâm Anh có nói đến sản phẩm em. Như chúng ta đã biết là về cái chương trình ngày hôm nay là về y học. Thật ra em nó cũng là một loại thuốc. Về nói về sức khỏe thì đây là giúp cho phụ nữ chúng ta, như mỗi người đều sáng dậy phải rửa mặt, phải đánh răng, thì đây nó cũng là một cái thuốc mà giúp về vệ sinh cho, đặc biệt cho là âm đạo cho người phụ nữ. Và nói về thẩm mỹ thì đây nó cũng giúp làm co lại cái âm đạo để giúp cho những cái người phụ nữ sinh con nhiều, hoặc là vì bất cứ một cái lý do nào đó nó cũng thiên về cái vấn đề thẩm mỹ. Và hôm nay Trâm Anh lại có cơ hội được mời bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú để trở lại cùng tiếp chuyện, để trình bày với quý vị về ích lợi khi dùng sản phẩm em này. Xin chào bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ có khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn chị Trâm Anh, cảm ơn quý vị. Dạ thưa bác sĩ, như cái buổi nói chuyện vừa rồi mình có bác sĩ Dr. Cloud á, thì qua cái cuộc nói chuyện đó thì nhiều người có gọi tới văn phòng hỏi thăm hay là có cái muốn tìm hiểu về cái sản phẩm em này hay không thưa bác sĩ? Dạ thưa chị Trâm Anh, cũng rất là nhiều người có gọi và hỏi. Thì có một cái câu hỏi mà thường người ta hay hỏi nhiều nhất á, là cái lứa tuổi nào dùng được.
Và thì bác sĩ Tú và bác sĩ Cloud vừa rồi cũng có nói và hôm nay cũng muốn nhắc lại đó, là đúng ra là người đàn bà trên 10, 18 tuổi cho tới 80 tuổi thì cái lứa tuổi nào cũng dùng được hết, mình tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà gọi là cái nhu cầu mà về vệ sinh á, thì gần như ai cũng cần hết. Trên 18 tuổi, phụ nữ. Trên 18 tuổi, phụ nữ là 18 tuổi ai cũng cần. Bởi vì như chị hiểu đó, thí dụ như cái da mặt của người đàn bà đi, mình clean cái da mặt thì mình cũng phải, mình phải dưỡng da và mình phải care mỗi cho ngày, cái da mỗi ngày. Dạ, còn rồi. Nói về gọi là cái vệ sinh và cái miệng của mình đi, thì mình cũng cần phải là chăm sóc nó, mình phải đánh răng, mình phải làm sạch nó hàng ngày. Bởi vì khi mà có một cái hygiene, là có một cái vệ sinh chung chung tối thiểu đó, thì mình tự tin hơn và mình khi mình quan hệ với một người nào đó, khi nói chuyện với người nào đó, mình cảm thấy thoải mái hơn. Và không những như vậy, nó lại có một cái sự vệ sinh chính cho bản thân của mình nữa, phòng ngừa được những cái bệnh giống như là sâu răng là cái gì đó. Thì cái người phụ nữ, cái chỗ mà chỗ kính của người phụ nữ, âm đạo của người phụ nữ cũng dơ mà cũng có rất là nhiều dễ bệnh, thì mình cũng nên cần phải có cái sự mà gọi là sạch sẽ, vệ sinh. Thì cái em này là một trong những cái mà có thể gọi là nó giúp cho cái sự vệ sinh, thì tùy theo cái tuổi bị dùng. Dạ đúng rồi, cảm ơn bác sĩ. Dạ thưa quý vị, như bản thân Trâm Anh, mình cũng là người châu Á, khi mà mình nói về những cái việc như vậy mình cảm thấy rất là ngại và mắc cỡ. Nhưng nếu mà mình nhìn một cái khía cạnh về y khoa thì mình thấy bất cứ một cái gì trên cơ thể của mình đòi hỏi đều phải có sự vệ sinh và chăm sóc. Ít khi nào mình nghĩ về vấn đề phải giữ cái âm đạo của mình cho sạch sẽ. Mình cứ nghĩ sanh con ra rồi thôi, mình lo cái phía bề ngoài. Nhưng mà đúng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú cũng như những người đã sản xuất ra cái sản phẩm này đã giúp cho chị em phụ nữ rất là nhiều. Trâm Anh cũng cảm ơn là mình cũng có biết thêm được những cái kiến thức rất là tốt, là không chỉ mình chăm sóc cho bản thân mình nhưng mà mình có thể giới thiệu cho các em ở lứa tuổi 18 tuổi trở lên ít nhất cũng biết vệ sinh cho cái phần âm đạo của mình, đúng không thưa bác sĩ? Dạ, thưa đúng. Dạ. Dạ, thì Trâm Anh cũng xin mời quý vị cũng như là bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú nghe một cái bài chia sẻ của cô Amanda ở lứa tuổi trên 20 tuổi để mình xem cái sự chia sẻ của cô khi sử dụng sản phẩm em này như thế nào. Xin quý vị cùng theo dõi. Thank you. Good evening, SVT and viewers. Thank you for having me. I am 21 years old. And I go to Cal State Long Beach. I'm studying business communication, and this is actually my last semester, so I'm graduating in May. Recently, I just took the 3 tablets for M. I actually heard about it through one of my Asian friends through Set Home Shopping. So that's how I got introduced to the product, and I recently, about a month ago, just tried it for the first time, and I'm very pleased with the results. I was very surprised at the results. I didn't really know what to expect, but since it is all natural, that's why I was willing to try it. I like things that are natural, not having chemicals or anything, especially when you're putting it in that sensitive area. So I tried it, and after the first day, obviously, there was like some discharge coming out, which I expected from reading about the product. The second day was about the same thing, and by the third day, it was almost like a slush of just the lining coming out of the vaginal canal. So once I took the 3 tablets, it took about, I would say, a week for everything to just flush out, and I'm very satisfied with the results. I would recommend it to anybody, not just my personal friends. I think it could be useful for anybody of any age group. It's good for younger people, older people. I know it's very helpful for people who have had babies or have gone through menopause. Because the main results that I experienced is it tightens, and then it gets rid of any odor that may be there. And the biggest thing I noticed was actually the sensitivity. That was the best part. Mình là Vi Đặng và năm nay Vi 26 tuổi. Hôm nay Vi muốn giới thiệu đến các bạn gái và các chị em phụ nữ một loại thuốc cực kỳ hữu dụng, thuốc em, thuốc được làm từ 100% thảo dược. Và Vi đã sử dụng được 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Thuốc là dạng viên đặc và âm đạo và giúp cho bạn gái chúng mình ngăn ngừa các bệnh phụ khoa như là viêm, ngứa, nấm và đặc biệt là huyết trắng. Và các bệnh phụ khoa này hình như các bạn nào cũng đã từng gặp phải.
Và bên cạnh đó em còn có một tác dụng chính nữa, đó là giúp cho thay đổi hình dạng và kích thước của âm đạo, giúp cho các bạn gái sẽ tự tin hơn và tăng hưng phấn hơn trong việc quan hệ tình dục. Thưa bác sĩ, vậy xin bác sĩ có thể qua cái bài chia sẻ của cô Amanda thì bác sĩ có thể trình bày thêm lý do tại sao mà cô Amanda có những cái niềm vui khi mà chia sẻ về cái sử dụng cái thuốc này. Thì thưa chị Trâm Anh và quý vị, cô Amanda đó, theo cái clip vừa rồi mình thấy đó, thì cái cô Amanda này năm nay cô là 23 tuổi, cô chưa có chồng, chưa có chồng con gì hết, cho nên gọi là cái vấn đề mà nhu cầu về thẩm mỹ để mà nó co nhỏ cái âm đạo đó, thì đó là không phải là một cái nhu cầu chính cho cô ta. Nhưng mà cô ta dùng hàng tháng bởi vì cái nhu cầu mà gọi là vệ sinh thì rất là quan trọng cho cô ta. Bởi vì khi mà cái nhu cầu vệ sinh nó sạch sẽ thì con người, nhất là người phụ nữ, chị em cảm thấy rất là thoải mái. Và như cô cũng có nói về một chút về cái vấn đề mà thấy thoải mái trên cái sự hưng phấn của cô ta. Bởi vì khi mà cứ tưởng tượng cái bây giờ mình, quý vị, một chị mà muốn gặp gặp chồng mà cái miệng hôi rình nè, thì làm sao mà người chồng có thể vui được trong cái việc quan hệ với nhau. Thì cũng giống như là cái trường hợp về cái vấn đề mà chăn gối vậy thôi. Thì cần cô Amanda cũng cần có một cái sự, cũng như chị em cần có một cái sự sạch sẽ. Cũng đây là một cái đề tài rất là hấp dẫn, không chỉ dành cho những người đã có gia đình, nhưng các em trên 18 tuổi vẫn có thể sử dụng sản phẩm em này. Thưa bác sĩ, đó là mình nói về lứa tuổi rồi. Còn bây giờ mình Trâm Anh nói ví dụ một cái người mà có gia đình rồi, thì họ dùng cái này thì nó có ích lợi gì? Nếu mà họ có gia đình rồi đó, thì cũng giống như là cái nãy mình nói về vấn đề mà gọi là vệ sinh. Thì lúc nào người đàn bà lúc nào cũng cần cái sự vệ sinh tối thiểu, cũng như trên cơ thể của mình, cái miệng cũng giống như là cái phần âm đạo, có sự vệ sinh tối thiểu. Nhưng mà khi mà có gia đình rồi và có con rồi, thì nếu mà cái âm đạo của họ nó bị stretch, có nghĩa bị giãn, hoặc là nó phải sanh đẻ đó, thì cái sản phẩm em này rất là ích lợi, nó giúp cho co cái âm đạo lại. Để mà cái phần thẩm mỹ đó, thì cái co âm đạo lại đó, thì nó tránh được những cái bệnh chẳng hạn như là bệnh xón tiểu chẳng hạn, khi mà bị chị em hắt xì nó ra nước tiểu, hoặc là nó cũng giúp thêm về cái mặt mà về gọi là chăn gối gia đình, khi mà cái âm đạo của người đàn bà nó nhỏ, thon nhỏ mà không phải dùng thẩm mỹ đó, không phải dùng, không phải đi surgery, là không có cần phải mổ xẻ gì, thì đây là một cái sản phẩm mà bác sĩ Tú nghĩ là rất là tốt, chị em cũng nên, phụ nữ cũng nên biết. Nhưng mà cái cách mình dùng giữa cái sản phẩm dành cho cái lứa tuổi trên 18 tuổi thì mình dùng một tháng một lần hay như thế nào, rồi bây giờ có gia đình rồi thì mình dùng thường nếu xuyên hơn có hay sao thì nên thường xuyên hơn cũng mình cũng nên dùng mỗi tháng một lần, nhất là sau khi có gia đình rồi và nó cần cái sự mà co giãn đó để mà thì nên dùng mỗi tháng một lần. Như vừa rồi Trâm Anh có nói, mình nói về cái chất mà berberine đó, thì xin bác sĩ lặp lại một lần nữa, cái chất đó, cái chất quan trọng nhất để mà nó kết thành cái sản phẩm này nó như thế nào thưa bác sĩ? Cái chất berberine này là nó giúp ba điều. Thứ nhất là nó làm cho, nó là sắc kháng sinh, nó giết vi trùng. Là cái thứ hai đó là nó làm cho có một cái cảm giác thật là thoải mái. Và cái điều thứ ba là cái điều quan trọng nữa đó là nó co cái nó làm co cái tế bào cơ ở dưới cái âm đạo và ở dưới cái cửa mình, ở dưới nó co lại. Đó là cái chất berberine nó giúp berberine cho cái những cái lợi ích như vậy của cái sản phẩm này. Dạ thưa bác sĩ, ví dụ như sạch quá thì có tốt không? Sạch quá thì tốt chứ sao không? Như sạch lắm luôn nếu mà đó, sạch lắm thì nó sẽ có problem. Nếu mà thí dụ mà quý vị dùng xà bông hoặc là dùng những cái chất dùng cồn mà clean á, mà nếu mà clean ở trên miệng hoặc là ngay cái trên miệng đó mà dùng sạch quá đó, cũng nhiều khi cũng rất là bị sót. Huống hồ chi ở dưới đó không những bị sót mà nó dễ là bị nhiễm trùng nữa. Tại vì cơ thể của mình cần những vi trùng tự nhiên, mà dùng những cái chất mà quá có sạch như cồn hoặc là xà bông á, thì mình dễ bị những cái bệnh đó, bị nhiễm bệnh nấm. Nhưng mà cái chất berberine này nó đủ sạch để mà làm sạch khử trùng, mà nó không quá mà nó lại không có làm, gọi là quá mạnh, khó chịu để mà bị những cái bệnh
khác. Dạ đúng rồi. Dạ thưa bác sĩ, sau khi mà mình có những cái bài chia sẻ như vậy rồi đó, thì bác sĩ có nhận được những cái phản hồi từ ví dụ như Trâm Anh nói là một khách hàng gọi lại bảo bác sĩ ơi sao tôi dùng như vậy nó bị sao đó. Chắc Trâm Anh sẽ hỏi lại bác sĩ sau cái phần này. Thưa quý vị, Trâm Anh xin gửi đến quý vị một cái sự một cái lời chia sẻ của một chị trung niên trên 30 mà dưới 40, và Trâm Anh biết là chị này đã có gia đình và có 3 người con rồi. Thưa quý vị, xin quý vị cùng theo dõi bài chia sẻ của chị. Cháu sử dụng cái thằng em đó đó, thì cháu thấy nó ngày thứ nhì á là nó đã take out những cái tế bào chết ra ngoài. Lúc đầu cháu không có biết, cháu nói ồ sao mà nghĩ ra được tế bào chết được, mà thực sự ngày thứ nhì cháu đã ra, cháu không biết. Cháu có những cái chị bạn sử dụng á thì họ lâu ngày á, take time á, thì ngày thứ tư là lâu nhất, còn cháu là ngày thứ nhì là đã ra những cái màng màng, những cái giống như là da chết của mình rồi. Xong cái viên thứ ba cháu đặt xong á là cháu cảm giác là nó thu gọn ít nhất là 70%. Thì lúc cháu mới vừa sanh xong đứa con đó, là sau khi cháu sanh là cháu đặt cái đó là lúc cháu mới sanh được 4 tháng. Mà ông xã cũng nói là cháu cũng hỏi thiệt ổng là ơ tôi sử dụng như vậy, ổng nói tôi thấy là điếp phần nhiều lắm đó nên hỏi ba chừng. Cháu nói ok, vậy 3 tháng sau tôi sử dụng thêm một hộp nữa rồi coi nó như thế nào. Tại vì trước khi cháu sử dụng cháu có hỏi ông xã, ông nói chứ trời ơi nó khác xa lắm. Cháu cũng ngay cháu mới nói ok, thì để sử dụng xong đi, rồi cháu cũng sử dụng xong giống như là cách hướng dẫn của chú sử dụng cái thuốc thằng em đó. Thì sau khi đó là cháu hỏi ông xã, ông nói là khác xa lắm, ít nhất cũng được 70% á. Cái này là ý kiến của chồng chứ không phải của cháu. Okay. Thì những cái người mà bạn bè con đã sử dụng cái em này đó thì có cho con một cái cảm giác giống như con vậy không hay là như thế nào con? Cháu có những cái chị bạn ở bên Boston, chị không phải là người Việt Nam, chỉ là người Tàu Miên, chị sử dụng, chị kho đi cháu, chị nói là cái này good lắm, chị giới thiệu cho bạn bè của chị rất là nhiều, mấy chị bạn ai cũng sử dụng hết, thì cái tuổi của họ rất là cao chứ không có giống như cháu 50 mấy tuổi, nhưng mà ai cũng cho ý kiến giống như cháu là rất là tốt. Tức là không có một cái gì mà side effect, không có một cái gì dị ứng hết. Không bị affection bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà khi con dùng em xong xuôi đó thì khoảng 7 ngày sau con mới gần gũi. Thì chính con có cảm thấy có sự khác biệt gì hay không? Hay chỉ chồng con thấy sự khác biệt? Dạ, mình có thể cảm nhận được khi mà cái viên thuốc sau khi mình clean up này nọ sau cái 7 ngày đó đó. Chứ có cảm thấy nó co rút lại hẳn đi với lại cái trước khi cháu sử dụng cái thuốc này. Bác sĩ thấy cái bài chia sẻ của chị này nghe rất là chân thật. Chị đã có 3 người con rồi mà đã sử dụng sản phẩm này và chị cảm thấy rất là vui. Để trở lại câu hỏi hồi nãy thì Trâm Anh hỏi bác sĩ là bác sĩ có nghe được cái ý kiến mà khi sử dụng cái sản phẩm này nó bị gọi là ảnh hưởng phụ, gọi là side effected đó, có nghĩa là bị ảnh hưởng phụ bác sĩ ha. Bác sĩ có nhận được cái điện thoại nào từ khách hàng không? Vâng, thưa chị Trâm Anh, thì bất cứ một cái sản phẩm nào mà trên thị trường đều có cái side effect của nó là cái phản ứng phụ hết. Thì một cái phản ứng phụ mà có thể mà một cái số rất là nhỏ mà chị em có thể có được đó là có thể nhiều khi nó có cái ngày đầu tiên nó hơi bị sót một chút, nó hơi bị sót, tại vì nhiều người phụ nữ cái màng của họ nó hơi mỏng đó, cho nên nó dễ làm cho bị hơi sót. Nếu mà xót một cái đó thì thường thường họ chỉ cần rửa nước lại đi là nó cũng là nó hết thôi, chứ không có gì là lâu dài hết. Là cũng không cũng chịu đựng được, tại vì mình phụ nữ sanh đẻ cũng rồi cũng cái phản ứng phụ đó là nhiều khi nhiều người cô mà trẻ đó mới vừa đặt xong một cái rồi họ gần chồng liền á thì họ cảm thấy là nó nhỏ quá cho nên nó hơi khó chịu. Cái đó là như vậy. Thường thì mình cũng đề nghị là nếu mà trường hợp đó đó thì có thể là cách 1-2 ngày sau rồi hãy quan hệ. Rồi. Nó đỡ hơn. Rồi. Thưa quý vị, với cái bài chia sẻ của chị em mà Trâm Anh vừa mới gửi cho quý vị đó, thì theo như Trâm Anh biết thì chị này đã dùng sản phẩm này và cảm thấy rất là hài lòng. Chị có 3 người con, thưa quý vị. Nhưng mà về vấn đề chăm sóc cho bản thân và đặc biệt không quên cho vấn đề
chị em phụ nữ chúng ta là những cái nơi mà chúng ta ngại nói, những cái nơi thầm kín mà không có dám chia sẻ cùng ai. Và hôm nay chúng ta đã có cái sản phẩm này rồi, cũng đã nghe được những cái lời chia sẻ người thật việc thật. Nên xin quý vị qua cái bài chia sẻ cũng như cái bài nói chuyện ngày hôm nay giữa Trâm Anh và bác sĩ Nguyễn Song Anh Tuấn, xin quý vị gọi ngay để order cái sản phẩm này về dùng, không chỉ cho chính bản thân mình mà xin giới thiệu cho những chị em phụ nữ khác. Xin bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú cũng có lời chào để chúng ta có một cái dịp khác nên trình bày cho quý vị nữa. Bác sĩ Tú xin cảm ơn chị Trâm Anh và xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Y khoa sức khỏe và thẩm mỹ. Xin quý vị gọi và xài thử. Đây là một sản phẩm mà bác sĩ Tú thấy rất là tốt, nên chị em cần nên biết cho sự vệ sinh cũng như là về phần thẩm mỹ. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn quý vị và Trâm Anh cũng như bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú sẽ trở lại với quý vị trong một dịp khác. Xin trân trọng kính chào quý vị.